khi vận khí kém, hướng mặt về hướng đông. Câu nói này càng có ý nghĩa hơn với năm 2024 và năm 2025, vì phi tinh hai năm này là sao tốt. Sao tốt xuất hiện ở hướng đông. Sao sinh khí nhập vào hướng đông mang đến từ trường lành và may mắn. Tại cửa khí nhà hướng đông trong năm 2024, có thủy sẽ có tài phú. Tại cửa khí nhà hướng tây nam trong năm 2024, có hỏa sẽ có tin vui. Chào các bạn trở lại. Nắm bắt được sự dịch chuyển của các sao theo cửu cung lưu niên, cũng như nắm bắt được tình trạng giao thông, thời tiết nơi ta muốn đến. Biết được sự dịch chuyển của các sao qua chính sao vào tám hướng như thế nào. Trước là hóa giải sao kém, sau là giảm họa phát sinh. Hơn nữa làm vượng khí sao tốt, thêm cơ hội cho gia đạo an ổn, công danh hiển đạt. Ứng dụng cửu cung phi tinh 2024 Giáp Thìn vào phong thủy nhà ở giúp cân bằng từ trường ngôi nhà là một phương pháp đơn giản và tăng vận may mắn. Khẻ Toàn trình bày cho người mới tìm hiểu phong thủy lẫn người đã nghiên cứu lâu nay. Có thể áp dụng phong thủy học phi tinh lưu niên vào đời sống chúng ta. Trong năm 2024, người nữ nhiều cơ hội phát triển hơn, mang sức ảnh hưởng lớn hơn, nhất là những người đứng đầu, những người quản lý công ty. Mời các bạn xem chi tiết bài viết hoặc video cửu cung phi tinh 2024 Giáp Thìn. Những ai đến với phong thủy, hãy xem đây là một phương tiện, không nên xem là chiếc đũa thần. Anh chị hoặc các bạn tự tìm hiểu phong thủy, tự nghiên cứu ứng dụng phong thủy. Có thể hoàn toàn như thế. Cần học từ cơ bản, cần siêng năng và cần thời gian để trải nghiệm. Nếu nhờ đến thầy phong thủy, bất kỳ người thầy nào dùng phương pháp chân thiện, không tổn hại đến người khác, giải đáp cho ta những thắc mắc một cách trọn vẹn và hợp tình, đó chính là người thầy chân thiện. Bản thân Khải Toàn may mắn được gặp và giúp nhiều người về phong thủy. Với những vị có tâm thiện lương, những vị xem phong thủy là một phương tiện tốt giúp cân bằng từ trường môi trường ta sinh sống. Cách gia tăng may mắn. Ai cũng mong muốn có thêm may mắn, nhưng hãy cẩn thận, phàm điều gì quá nhanh sẽ hoại cũng nhanh. Khải Toàn sẽ hướng dẫn phương pháp chân thiện này gia tăng may mắn trong năm 2024. Có câu mỗi khi vận khí kém hãy xoay mặt về hướng đông. Vì hướng đông là nơi mặt trời mọc, là sinh khí của muôn loài. Trái ngược với hướng tây phím chỉ cho miền Tây cực lạc hoặc là cho người đã khuất. Khi vận khí kém, hướng mặt về hướng đông. Câu nói này càng có ý nghĩa hơn với năm 2024 và năm 2025, vì phi tinh hai năm này là sao tốt. Sao tốt xuất hiện ở hướng đông. Sao sinh khí nhập vào hướng đông mang đến từ trường lành và may mắn. Mỗi sáng thức dậy, trước khi đi rửa mặt và đánh răng, mặt nên hướng về hướng đông vài giây, hấp thu năng lượng từ trường lành từ hướng đông trong năm 2024. Ngoài hướng đông có thể áp dụng với hướng tây nam. Ngược lại nên tránh hướng tây và hướng đông nam trong năm này. Vạn vật và con người đều có từ trường. Ví như gặp người đầy năng lượng, bạn sẽ lây sự nhiệt thành của họ, yêu đời của họ. Chính vì thế, mỗi năm, tháng, ngày, giờ đều có năng lượng khác nhau. Có những ngày thật tốt và có những ngày rất là kém. Tốt hay kém do ngày tháng năm hợp hay xung khắc với mỗi người. Để tận dụng phương pháp này, mỗi ngày hướng mặt về nơi có sao cát tinh, sao tốt lành theo cửu cung phi tinh. Bạn chỉ cần ngồi trên giường hay trên nệm, mở la bàn trên điện thoại xem. Hướng đông là 90 độ và hướng tây nam 225 độ ở góc nào trong phòng. Phi tinh đem 8 quẻ trong bát quái vào chính cung, dùng sự lên, xuống, thuận, nghịch của phi tinh trong mỗi quẻ để luận đoán tốt xấu của từng vị trí. Quẻ trong bát quái là cố định, nhưng phi tinh lại không ngừng thay đổi lên xuống. Vì thế không phải một phi tinh đại diện cố định cho một quẻ nào đó, mà phi tinh tọa ở một quẻ nào đó sẽ dẫn đến sự thay đổi tương ứng của quẻ đó.
Sự kỳ diệu của phong thủy học chính là sự biến hóa. Phi tinh là môn luận về lý khí. Những phép tính toán này trong tam nguyên cửu vận là lý khí của địa cầu. Đó chính là phép tính toán sự thay đổi không gian của vũ trụ địa cầu, sản sinh sự ảnh hưởng tới môi trường phong thủy nơi ta sinh sống. Phi tinh có theo vận, theo năm, theo tháng và cả theo ngày giờ đều tính được. Nói đơn giản, tính được phương hướng tốt xấu theo năm tháng ngày giờ, tuy nhiên không nên quá lạm dụng sẽ mất cân bằng. Và phong thủy không thay đổi được nhân quả. Những hướng nhà tốt trong năm 2024 Giáp Thìn. Trong cửu tinh, hai hung tinh là Ngũ Hoàng và Nhị Hắc là hai sao mang đến những điều không may mắn. Trong năm 2024, hướng Tây và Đông Nam có hai sao hung tinh này. Vì thế, nhà hướng Tây và hướng Đông Nam kiêng kỵ động thổ, nên tĩnh không nên động. Cửa khí ở nhà hai hướng này tránh vật màu đỏ và tạp vật. Ngược lại, hai cát tinh tức là hai sao tốt. Hướng Đông có sao nhất bạch hành thủy và Tây Nam có sao cửu tử đương lệnh. Nhà có cửa khí tại hướng Đông và hướng Tây Nam là hai hướng nhà tốt trong năm này, mang lại nhiều may mắn. Tại cửa khí nhà hướng Đông trong năm 2024, có thủy sẽ có tài phú. Tại cửa khí nhà hướng Tây Nam trong năm 2024, có hỏa sẽ có tin vui. Tuổi hợp làm nhà 2024 Giáp Thìn. Giáp Thìn 2024 tam hợp với Thìn ta có Dần Mão hoặc là Thân Tý. Thìn Dần Mão là hợp mộc, Thân Tý Thìn là hợp thủy. Phạm Thái Tuế, Trực và Xung ta có tuổi Thìn và tuổi Tuất. Hại phá hình ta có Mão Sửu Thìn. Mệnh sinh mùa thu thiếu mộc, vào năm này có thể được xem là năm tốt. Tính theo bát tự tứ trụ, những ai sinh mệnh ngày Tân hoặc Kỷ nhiều cơ hội về tài lộc. Trong năm 2024 và 2025, hướng nhà Phạm Thái Tuế là hướng Đông Nam, vì hướng Đông Nam có ba sơn Thìn Tốn Tỵ. Nếu các bạn muốn xem tháng tốt xấu để động thổ, mời các bạn xem video tuổi làm nhà 2024. Vận dụng phi tinh lưu niên như thế nào? Để ứng dụng phi tinh, chúng ta cần biết phương pháp phân cung nhà và đo tọa độ. Đo tọa độ của hướng nhà, Khải Toàn đã hướng dẫn nhiều lần về mục này trong website và cả kênh. Sau khi biết được tọa độ hướng nhà, phân cung được ngôi nhà, chúng ta xác định. 1. Đầu tiên là hậu thiên bát quái, tức là vai trò từng thành viên ở từng phương vị. 2. Biết được sao hung tinh, tức là sao kém. 3. Tìm được sao cát tinh, tức là sao tốt. Biết vai trò từng thành viên tương ứng với phương vị nào để bài trí ảnh hưởng tới vận khí. Ví dụ bạn là người cha, hãy nên biết người cha tương ứng với góc Tây Bắc. Sao hung tinh là sao kém, gặp sao này nên dùng vật phẩm hóa sát hoặc tiết hao nhằm giảm đi vận khí kém. Ví dụ nơi có Nhị Hắc và Ngũ Hoàng, hãy dọn sạch sẽ, không để tạp vật, không để nhiều đồ vật hành hỏa, nên để vật hành kim để hóa sát. Nếu phương vị có Nhị Hắc và Ngũ Hoàng bay vào, nếu không sạch sẽ, nhiều tạp vật nơi này là cơ hội kêu gọi vong linh. Sao cát tinh tức là sao tốt, cần thông thoáng nên có quạt để lưu thông không khí. Dùng vật phẩm hay đồ vật có ngũ hành tốt với sao giúp công việc hanh thông. Tóm lại, để vận dụng phi tinh lưu niên hoặc huyền không phi tinh, các bạn nên biết tọa độ hướng nhà, phân cung ngôi nhà lên bản vẽ 2D. Xác định phương vị của mình ở cung nào, xác định sao tốt và sao kém trong năm. Hóa giải phi tinh năm 2024 Giáp Thìn. Hai đại hung tinh là Ngũ Hoàng và Nhị Hắc, chủ về hao tổn, phát sinh bệnh tật. Ngoài hai sao này đại diện cho mời gọi vong linh. Ngoài ra hai sao này còn đại diện cho việc mời gọi vong linh nếu quá nhiều tạp vật hoặc là khí kém. Tại hai phương vị Tây và Đông Nam của mỗi ngôi nhà nên sạch sẽ, tránh vật màu đỏ, tránh tạp vật và nên có đồ đồng để hóa sát. Ngũ Hoàng vào hướng Tây, con gái thứ hoặc người nữ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhị Hắc vào Đông Nam, con gái lớn hoặc người nữ trung dễ ảnh hưởng hơn. Vật phẩm hóa sát nên là đồ mới. Có thể không cần phải quá đắt tiền, nhưng nhất định là đúng đồ, đúng công năng và có từ trường thiện lành.
cách vượng khí những sao tốt trong năm Giáp Thìn. Hóa giải sao kém là giảm từ trường hung họa, kích vượng sao tốt là gia tăng may mắn. Các bạn tìm hai phương vị Tây Nam và hướng Đông trong ngôi nhà. Nếu có thể đặt một chiếc quạt cho không khí lưu thông sẽ rất tốt. Nhất Bạch sao số 1 và hướng Đông có thủy sẽ có tài lộc, được may mắn, thăng tiến và danh tiếng. Cửu Tử vào Tây Nam có hỏa là có quý nhân, thêm may mắn và tin vui. Nếu bạn là người mẹ trong gia đình hoặc là người nữ quản lý trong công ty, làm vượng khí hướng Tây Nam sẽ vô cùng có lợi cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, Cửu Tử và Nhất Bạch tuy là sao sinh khí, là sao tốt, nhưng bài trí không khéo dễ dẫn đến họa đào hoa sát, những rắc rối do đào hoa mang lại. Ví dụ, không bài trí hoặc để hình ảnh, đồ vật nhạy cảm ở nơi này. Học phong thủy nên biết, loan đầu đi trước, lý khí theo sau. Phi tinh chú trọng về khí, tính toán tốt xấu, một mảnh đất, một vùng theo thời gian. Những tính toán phi tinh theo năm, tháng, ngày, giờ là dựa vào trình tự tính toán, vận hành của sao mộc và thổ tinh mà có được như thế. Ví như người xưa nhìn các vì sao, nhìn mặt trời đoán được tiết khí trong năm. Phi tinh là thuộc số về lý khí. Dù ai có tinh thông lý khí nhưng bỏ qua loan đầu thì không thể cân bằng. Lý khí và loan đầu ví như tâm và thân của ta. Phần nào cũng quan trọng, nhưng để giao tiếp, người với người, giao diện, tác phong, lời nói là thứ ấn tượng đầu tiên. Vì vậy nên phong thủy chú trọng đến hình, vì hình có thể sinh ra khí. Khí ở đây là khí trường, là từ trường. Loan đầu là trường phái phong thủy phân tích về hình thể, những thứ thấy được, sờ được, nghe được. Thanh sát là tiếng ồn, mùi hôi là vị sát. Ví dụ lý khí có tốt ngay trước cửa ra vào, nhưng vị trí ấy đặt bàn làm việc rất kỳ cục, không hợp mắt hợp tình. Tóm lại, phong thủy loan đầu ví như lời nói, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của bạn đối với đối phương. Còn lý khí ví như tấm lòng bên trong. Nếu tâm chân thiện sẽ thể hiện qua lời nói, hành động bên ngoài. Hậu thiên bát quái là gì? Học phong thủy nhất định phải biết bát quái là điểm căn cứ để luận đoán. Đồ hình hậu thiên bát quái chỉ ra phương vị từng thành viên trong gia đình của chúng ta. Xác định được vai trò quan trọng từng thành viên, kết hợp dụng thần mệnh khuyết, bài trí vật phẩm có thể gia tăng may mắn. Hai phương vị quan trọng nhất là Tây Bắc đại diện cho người cha hoặc người nam đứng đầu công ty, Tây Nam đại diện cho người mẹ hoặc người nữ đứng đầu công ty. Giả dụ bạn là người mẹ, sinh vào mùa đông kỵ thủy thiếu hỏa. Tại phương vị Tây Nam trong nhà, bất luận năm nào, tránh bài trí đồ vật thuộc hành thủy. Vì thủy là sát đối với bạn. Thay vào đó, bài trí đồ vật hành hỏa cung Tây Nam. Các bạn nhìn vào đồ hình. Tương tự như thế, hướng Đông đại diện cho con trai lớn, Đông Nam đại diện cho con gái lớn. Nhà có nhiều tầng, ưu tiên tầng nào thường xuyên hoạt động. Cửu vận là gì? Cửu tử hành hỏa, ngành nghề thuộc hỏa nhiều cơ hội phát triển hơn. Ví như ngành công nghệ, sáng tạo, ăn nói, đầu bếp, nhà hàng châu Á, quán lẩu, quán nướng, ngành đèn điện. Bát vận thuộc thổ là sao thoái khí. Ngành nghề liên quan bất động sản, spa hay những ngành nghề thuộc thổ sẽ vô cùng khó khăn trong tương lai. Giáp Thìn 2024 là năm khởi đầu cho vận chính, từ 2024 đến năm 2043. Cửu tử hành hỏa, mật mã may mắn. Nhiều may mắn, đào hoa, số 9 cũng đại diện cho may mắn và tin vui. Bát vận đã thoái khí. Bát bạch là sao thoái khí được cửu vận thay thế. Bát vận là những sao của vận trước đều gọi là sao thoái vận. Trong vận chính, từ số 2 đến số 8 đều là thoái vận, đại diện cho thất lệnh. Sao 1 và sao 9 thuộc sao đương lệnh và sao tương lai là những sao tốt. Nam Ly và Bắc Khảm, nơi có chính thần và linh thần, là hai phương vị vượng khí trong vận chính. Những khu vực Nam hoặc Bắc của một thành phố hoặc một vùng sẽ có nhiều cơ hội thịnh vượng hơn. Tuy nhiên, các vị cần xét thêm loan đầu.
loan đầu và bố cục nhà ở. Và quan trọng, thời vận mỗi người thông qua sinh thần bát tự. Chính vì cũ tử hành hỏa, tâm tánh con người dễ bộc trực, ngay thẳng, thẳng thắn, nhiệt thành hơn. Tuy nhiên, ngọn lửa sân giận càng dễ bùng phát, con người dễ tranh nhau hơn, thua thiệt hơn. Khi chúng ta đặt la bàn, nên đặt trên nam dưới bắc, phải tây trái đông. Khải Toàn xin nhắc lại, các bạn cần biết cách đo tọa độ hướng nhà và phân cung nhà, sau đó mới có thể ứng dụng củ cung phi tinh nhằm mang lại vượng khí cho ngôi nhà trong năm 2024. Phương vị đại cát tức rất tốt trong năm 2024, năm Giáp Thìn là hướng đông và hướng tây nam. Phương vị tốt chung là hướng tây bắc và hướng đông bắc. Phương vị đại hung tức là rất kém là hướng tây và hướng đông nam. Và cuối cùng là phương vị thứ hung, tức là hơi kém, là hướng nam và trung cung. Khải Toàn giới thiệu cửu tinh, cách vượng khí và hóa giải bắt đầu từ hướng nam. Mời các bạn xem bài. Hướng nam có thất xích hành kim, sao kém chủ về sự hao tổn thị phi, nên có màu xanh dương, đá thạch anh đen, cặp kỳ lân. Tại nơi này không nên đặt nhiều đồ vật thuộc hành kim, ví dụ kim loại và gương, hay là màu trắng xám. Không nên để dao kéo, đồ đồng nhiều và cả tạp vật. Kế đến hướng tây nam có sao cửu tử hành hỏa, sao tốt chủ về nhân duyên tử tức. Làm vượng khí hướng tây nam trong năm 2024, Khải Toàn khuyến nghị nên dọn sạch sẽ để quạt gió lưu thông, nên có màu đỏ, hoa đỏ, nến đỏ, đá thạch anh tím. Tuy nhiên, nếu bạn là người mẹ trong gia đình, sinh mùa hè kỵ hỏa, không nên để nhiều màu đỏ nơi này. Hướng tây có hung tinh ngũ hoàng hành thổ, sao kém đại hung tinh. Cách hóa giải hướng tây: nên có kim loại, đồ đồng để hóa sát, sâu tiền sáo đồng, hồ lô đồng, tháp văn xương bằng đồng. Tại nơi này nên tĩnh, không nên động, cần kim đồ đồng sạch sẽ, ánh sáng trắng. Không nên có tạp vật màu đỏ, đèn vàng, sách báo và dép cũ. Hướng tây bắc có tứ lục hành mộc, sao trung chủ về học hành, tri thức, học vấn. Cách làm vượng khí hướng tây bắc năm 2024: chúng ta nên có mộc đẹp, tức là cây cối, tháp văn xương, thạch anh xanh lá, sách vở đẹp và cả thủy. Có thể đặt kinh, sách triết học. Mỗi ngày viết vài điều ước dán tại nơi này, sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Tuy nhiên, không nên có mộc xấu xí như giày dép cũ, sách báo cũ, cây héo úa và cả tạp vật. Hướng bắc có bát bạch hành thổ, sao thoái vận, chủ về bệnh, hao tổn, tai tiếng. Cách hóa giải hướng bắc năm 2024: nên có kim, đồ đồng để hóa sát, đơn giản là hồ lô đồng hoặc sâu tiền sáo đồng, tháp văn xương bằng đồng cũng được. Ở đây nên tĩnh, không nên động, cần sạch sẽ, nhiều ánh sáng trắng. Hướng đông bắc có lục bạch hành kim, sao trung chủ về tài vận, quan lộc và quý nhân. Cách làm cho hướng đông bắc tốt hơn trong năm 2024: nên có hành thủy màu xanh dương, màu xanh dương, màu đen, hồ cá, đá thạch anh đen. Tại đông bắc năm này không nên có nhiều đồ vật thuộc hành kim, ví như màu trắng xám, gương, đồ đồng, nhất là dao kéo vật nhọn. Hướng đông có nhất bạch hành thủy, sao tốt chủ về nhân duyên, đào hoa, tài phú, thăng tiến. Cách làm vượng khí hướng đông trong năm 2024: Khải Toàn khuyến nghị nên có chậu nước, thủy đẹp, thủy sạch, tranh củ ngư, đá thạch anh đen, hồ cá, và nên có quạt để không khí lưu thông. Hướng đông nam có nhị hắc hành thổ, sao kém chủ về bệnh tật. Cách hóa giải hướng đông nam trong năm 2024: Khải Toàn khuyến nghị luôn sạch sẽ, nên có đồ đồng hóa sát, sâu tiền sáo đồng, tháp văn xương hoặc hồ lô bằng đồng. Tại trung cung ngôi nhà có tam bích hành mộc, chủ về thị phi, tranh chấp, hao tổn. Nên có màu đỏ, thảm đỏ, thạch anh tím, tranh mặt trời.
mỗi ngày đứng tại đây nói hoặc nghĩ đến sự cảm thông, lòng từ bi. Tại trung cung ngôi nhà năm này nên có hỏa để hóa sát. Vận mệnh một người được thấy trong sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh. Vận là bất biến, mệnh thì luôn chuyển biến. Số phận con người có phải đã được định từ trước? Nhà Nho nói mệnh là do thiên, nhà Phật bảo mệnh là do nghiệp. Nghiệp đời trước phản ánh phước ở đời này. Nếu ai đó tin mệnh do nghiệp, chúng ta hoàn toàn có cơ hội để chuyển nghiệp. Nghiệp hết, phước sẽ đến. Khi chúng ta đi học, hoàn thành bài tập là tác nghiệp, hoàn thành khóa học là tốt nghiệp, rồi lập nghiệp, đồng nghiệp, sự nghiệp. Sự là trong quá trình, nghiệp là kết quả. Nhiều người muốn biết vận mệnh của chính mình thông qua thuật số mệnh lý như bát tự tứ trụ hoặc tử vi. Tuy nhiên, biết để làm gì? Để mong cầu, để lo lắng hay để chuyển nghiệp? Vận mệnh thông qua nghiệp từ quá khứ. Nếu có dùng phong thủy, thay đổi chỉ thay đổi được tạm thời, thay đổi được từ trường bên ngoài, không thay đổi được bên trong hay thay đổi được nghiệp quả. Giảm nghiệp hay chuyển nghiệp cần phương tiện và chính mỗi người dụng công tu tập. Tu tập để bồi phước. Phong thủy là phương tiện. Hay có một quyển sách hay, có được người thầy giỏi, gặp được bậc thiện tri thức, vừa là phương tiện vừa là tăng thượng duyên. Nếu nghĩ rằng phong thủy thay đổi được nghiệp lực hay thay đổi được nhân quả, hãy nhìn lại những ngày xưa, những vị thầy phong thủy giỏi không thay đổi được thọ mạng của họ. Họ luôn khuyên người hành thiện tích phước. Vì thế nên có câu đức năng thắng số. Câu nói đức năng thắng số hay lời khuyên hành thiện tích phước hoàn toàn là những câu nói suông, là những khẩu hiệu cho vui tai. Nếu chính bản thân mỗi người không có phương pháp, không có phương tiện, chúng ta có thể áp dụng ngũ thường của nhà Nho, ngũ thường hoặc là ngũ giới của nhà Phật vào đời sống. Người biết giữ giới là người có đạo đức, tự nhắc nhở mình điều gì đúng nên làm, điều gì sai nên tránh. Giữ được giới là giữ được đạo. Đạo làm người, đạo làm cha, đạo làm con, làm chồng, làm vợ, là nền tảng để tu pháp nhẫn nhục và pháp bố thí. Bố thí, nhẫn nhục, trì giới là ba pháp tu đầu tiên của hạnh Bồ Tát. Tiến thêm bước nữa là tinh tấn, thiền định, trí tuệ, là hoàn thiện sáu pháp tu của Bồ Tát. Nói một cách trực diện hơn, các bạn hãy nghe giảng kinh, nghiên cứu kinh để tư duy, để hiểu thế nào là làm lành, thế nào là làm ác. Nghe giảng kinh, tư duy, thực hành, khi ấy mới có thể thông suốt. Thông suốt câu đức năng thắng số mới có thể biết phương pháp hành thiện tích phước. Thay đổi từ trường nơi ta sinh sống là thay đổi bên ngoài. Thay đổi từ trường bên trong bằng tu tập. Trong và ngoài mang đến từ trường lành là cơ duyên gặp thiện tri thức, gặp Bồ Tát. Vì thiện tri thức hay Bồ Tát chỉ gặp những người có cùng từ trường, cùng sở nguyện. Kinh thập thiện là nền tảng căn bản cho cư sĩ tại gia, cho người phát tâm sống lành, cho đến những người xuất gia. Kinh thập thiện Phật dạy chúng sinh tu 10 nghiệp lành thông qua thân, ngữ, ý. Khải Toàn đã dành thời gian hướng dẫn tận tình. Bài có gì sai sót xin chư vị mở lòng. Khải Toàn cảm ơn chư vị đã xem, chúc chư vị tâm thân an lạc. Khoa học phong thủy cần có cơ sở cụ thể, phương trình không thể ước lượng được. Vì vậy, lập vận bàn, sơn bàn, hướng bàn, ta cần có thông tin như tọa độ, hướng nhà, bản vẽ mặt bằng, phân cung nhà, cuối cùng mới có thể áp vận bàn vào. Mời chư vị xem hướng dẫn và tải hình la bàn trong phần thông tin video. Các bạn in bản vẽ 2D nhà ra, chia thành 9 ô, kẻ chéo hai góc, ta sẽ có tâm của ngôi nhà, trung cung.
ô ở giữa là ô trung cung. Đây là hai hình minh họa. Sau đó lên website hoặc là phần mô tả video để tải hình la bàn. Sau khi tải hình la bàn, cắt vừa viền xanh và khoét một lỗ ngay giữa. Ví dụ, nhà 323 độ. Để ngay tâm ở giữa vào tâm của ngôi nhà. Xoay đến 323 độ ngay giữa tâm cửa. Đo tạ độ, ta đứng giữa chiều ngang của ngôi nhà, cách nhà khoảng 2-3 bước chân, hướng la bàn hoặc la kinh ra ngoài đường. Trong ví dụ này 323 độ. Sau đó ta đánh dấu 8 hướng. Sau khi đánh dấu 8 hướng, ta kẻ chéo. Các bạn tìm trong tài liệu học đúng quẻ của nhà của mình, an vận bàn vào. Ví dụ, số bên trái là tọa, số bên phải là hướng, số bên trái là chủ, số bên phải là khách. Sau khi an vận bàn xong, ta có quẻ tương tự như vậy. Trong một phạm vi là một cung. Ví dụ Đông Bắc.